Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương mục Trò chuyện cuộc sống. Và chủ đề mà chúng tôi muốn thảo luận ngày hôm nay đó chính là điều gì ở người đàn ông hấp dẫn người phụ nữ nhất. Và Vân nghĩ rằng là đây sẽ không chỉ là một cuộc trò chuyện giữa các chị em phụ nữ chúng ta đâu, mà cũng là một chương trình dành cho các cánh mày râu nữa. Hy vọng rằng nếu như có quý vị khán giả nam nào đang xem chương trình thì sẽ chú ý đến từng chi tiết mà chúng tôi gợi mở trong câu chuyện ngày hôm nay để xem mình có thực sự là một người đàn ông hấp dẫn phụ nữ hay không. Và một vị khách mời đặc biệt đến với chương trình ngày hôm nay, chị là một ca sĩ và cũng là một người phụ nữ đầy tinh tế, sâu sắc và gợi cảm. Chúng ta sẽ cùng gặp chị qua những hình ảnh ngay sau đây. Vừa rồi là những hình ảnh giới thiệu về vị khách mời đặc biệt trong chuyên mục Trò chuyện cuộc sống ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ cùng gặp chị ngay bây giờ. Xin giới thiệu cùng tất cả quý vị, ca sĩ Nhật Hạ. Xin chào chị Nhật Hạ. Chào Thanh Vân. Nhật Hạ xin kính chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Chị Nhật Hạ ơi, có lẽ là ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tạm gác lại những ca khúc của chị cũng như những dự án âm nhạc mà chúng ta sẽ trò chuyện về một chủ đề nó đời thường hơn nha, về đàn ông. Theo chị thì một người đàn ông như thế nào là một người đàn ông hấp dẫn ạ? Nội cái chủ đề nghe đã hấp dẫn rồi đó. Vâng. Với Hạ, một người đàn ông hấp dẫn phải có ngoại hình và phải có tâm hồn. Ngoại hình của anh không nhất thiết là phải đẹp trai như là Brad Pitt hay là lực lưỡng như cái kiểu Arnold. Yeah. Nhưng với Hạ, một người đàn ông khỏe mạnh và tươm tất bề ngoài, tức là mình tôn trọng mình và tôn trọng những người xung quanh, để mình không cần phải là thật là đỏm dáng, nhưng là mình phải ăn mặc cho tươm tất và khỏe mạnh, là cái dáng vẻ bên ngoài đã là bắt mắt rồi. Nếu anh có một cái nụ cười rất tươi, một cái giọng nói dịu dàng, ấm áp và cởi mở với tất cả mọi người, thì đó đã là một người dễ mến. Còn ngoài ra, thì ngoài cái hình thể đó, thì người đàn ông là phải là một cái người, người ta bảo giống như một cuốn sách. Nhiều khi cái bìa rất đẹp, phải không ạ? Nhưng là nội dung cũng phải là những điều gì hay ho sâu sắc thì mình mới cảm thấy hấp dẫn. Là một người đàn ông nói chuyện có duyên, quan tâm tới người đối diện, hiểu biết rộng và có thể nói chuyện xã giao với bất kỳ một ai. Vâng, nghĩ là chỉ mới nghe tới đây thôi thì sẽ có rất là nhiều quý ông nhìn lại mình. Chà, có rất là nhiều tiêu chuẩn của một người phụ nữ họ cần ở một người đàn ông. Và Vân nghĩ rằng đây cũng không chỉ là quan điểm riêng của ca sĩ Nhật Hạ đâu, mà có lẽ rất là nhiều những người phụ nữ, đặc biệt là những người phụ nữ hiện đại thời nay, cũng đồng quan điểm với ca sĩ Nhật Hạ của chúng ta. Chị Nhật Hạ ơi, thôi bây giờ mình sẽ phân tích từ từ đi nha. Mình sẽ bắt đầu đi từ ngoại hình trước. Bởi vì em thấy là chị nhắc tới yếu tố đầu tiên, đó là ngoại hình. Chúng ta nên gạch đầu dòng thử xem là ngoại hình của một người đàn ông như thế nào thì sẽ là một người đàn ông hấp dẫn. Có lẽ Hạ chỉ nói với tư cách muốn nói với cái vị thế của một người chủ quan. Có thể là Vân cũng có những cái ý kiến khác và chúng ta có thể bổ sung cho nhau. Với Hạ, trước tiên Hạ thích một người đàn ông ăn mặc sạch sẽ. Anh ta có cái vẻ chú trọng bản thân mình hơn là buông thả quá. Thì Hạ cũng không nghĩ rằng một người đàn ông cần phải hết sức cầu kỳ, nhưng phải tinh tế, là khi họ ăn mặc, cái áo quần nó hợp với vóc dáng của mình. Cái vóc dáng của mình thì nó nhiều cái size khác nhau, nhiều cỡ khác nhau. Thì tùy theo cái dạng người và mình có thể mặc cái quần áo phù hợp. Tức là ngay cả người đàn ông cũng cần quần áo phù hợp chứ không phải chỉ phụ nữ. Vì cái ngoại hình
là cái điểm đầu tiên để bắt mắt người ta. Tại vì mình đang nói tới một người đàn ông hấp dẫn, tức là phải hấp dẫn người ta, hấp dẫn mình ngay từ phút đầu tiên khi mình gặp. Là mình phải có thiện cảm với người này ngay. Rồi từ đó mình mới quan tâm xem anh ta còn điều gì hay ho, điều gì lý thú nữa không. Chứ nếu mà mình lướt mắt qua mà mình thấy anh không có điều gì để mắt mình dừng lại thì có lẽ mình sẽ không bao giờ tìm hiểu thêm để biết anh có điều gì hấp dẫn. Nhưng mà bây giờ chúng ta thử quay ngược thời gian một chút nha chị. Giả dụ như là thời điểm lúc đó chị mới chỉ là một cô gái trẻ, mới lớn thôi, 20 tuổi đi. Thời điểm đó thì cái cách nhìn của người đàn ông về cái vẻ bên ngoài của chị nó có khác so với thời điểm bây giờ không? Theo mỗi một cái mốc của tuổi đó thì là mình có những cái nhìn khác hơn và cái suy nghĩ khác hơn. Nhưng Hạ vẫn luôn luôn, từ nhỏ tới lớn, vẫn luôn luôn thích một người đàn ông lịch sự và một người đàn ông tinh tế trong cách ăn mặc. Chắc là có rất là nhiều khán giả cũng rất là đồng cảm với chị Nhật Hạ về vấn đề này. Và em cũng mong rằng là bây giờ thì chị Nhật Hạ có thể chia sẻ một chút về cái cảm xúc đầu tiên với một chàng trai nào đó mà chị nghĩ rằng đã làm cho trái tim chị rung động. Nói về cái người đàn ông của Hạ thì Hạ rất là may mắn. Hạ cũng có được một người đàn ông trong mộng như thế. Tức là đầu tiên Hạ gặp anh và yêu mến ngay vì cái giọng nói nhẹ nhàng, cái cử chỉ lịch sự, dịu dàng và cái sự quan tâm đối với Hạ cũng như đối với tất cả những người xung quanh. Nếu anh thích Hạ và quan tâm đặc biệt tới Hạ lại là chuyện khác. Nhưng Hạ thấy anh là một cái người dịu dàng và quan tâm tới tất cả mọi người xung quanh. Có lẽ cái cảm động của Hạ đối với lại anh là cảm thấy rằng anh là một cái người mình có thể tin cậy được. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những ý kiến của khán giả nữ để xem một người đàn ông có ngoại hình như thế nào sẽ thực sự thu hút người khác phái. Em nghĩ một người đàn ông hấp dẫn đối với em thì là một người mạnh mẽ, lực lượng, vạm vỡ và điển trai. Theo em nghĩ thì một người đàn ông có phải có một chiều cao một tí, ăn mặc thì phải gọn gàng, lịch sự. Một người đàn ông có ngoại hình đẹp là một người cao khoảng 1m7, có lông mái đường tiền, có cái răng khểnh, cái gì đó có một cái nét duyên thầm. Bên ngoài cũng phải có cái gì đó gọi là tươm tất một chút xíu, không lượm thượm, cũng phải có cái gì đó gọi là phong cách riêng cho mình. Quay trở lại với cuộc trò chuyện của mình, nãy giờ mình đã đưa ra những tiêu chuẩn về ngoại hình rồi. Và bây giờ tạm gác ngoại hình qua một bên, về tính cách. Vậy thì theo chị, có những cái tính cách nào thật sự quan trọng đối với một người đàn ông? Cái điểm hấp dẫn phụ nữ không hẳn là chỉ là bề ngoài nhìn đẹp trai hay là tươm tất. Hoặc là cũng không hẳn là ở cái sự ga lăng, lịch sự và tốt đối với mọi người nữa. Mà cái vẻ hấp dẫn của một người đàn ông hấp dẫn được một người phụ nữ lâu dài, nhất là một người yêu của mình, thì anh phải có những yếu tố sau đây. Thứ nhất, anh phải là người biết chia sẻ với mình trong công việc. Sau cái chuyện đó, là thích hơn nữa là một người đàn ông biết nói những lời dịu dàng ngọt ngào với phụ nữ. Anh có thể khen, có thể phê bình, tuy nhiên mà anh không bao giờ nói một cái điều gì cho mình cảm thấy đau lòng. Và Hạ lại yêu quý hơn một người đàn ông biết tặng quà cho phụ nữ nữa. Tặng quà không có nghĩa là anh cần phải đi shopping mua những món quà rất mắc tiền, hay là phải đợi đúng ngày sinh nhật mới tặng quà, hay là phải đợi đúng ngày phụ nữ, ngày tình nhân mới tặng quà. Mà anh có thể tặng cho cái người phụ nữ của mình bất cứ lúc nào anh muốn. Sau những điều đó, Hạ còn thấy một cái người đàn ông hấp dẫn nữa, là người đàn ông biết nhường phụ nữ. Và dĩ nhiên là sẽ còn nhiều những điều khác. Thì Thanh Vân thử bàn thêm tiếp theo. Về tính cách, những cái gì mà chị Nhật Hạ đã chia sẻ thì em thấy hoàn toàn chí lý để họ trở thành một người đàn ông có ý chí, tiến thủ, là một người đàn ông biết kiếm tiền. Theo chị thì đó có phải là một điều quan trọng không ạ? Rất rất quan trọng. Tại vì thường thường phụ nữ mình luôn luôn là người yếu đuối. Và cho dù chị ấy có là một tổng giám đốc đi nữa, kiếm được từ rất nhiều tiền đi nữa, cũng không có nghĩa là chị không muốn một người đàn ông có cái khả năng tài chính để bảo vệ gia đình. Cho nên cái yếu tố là bảo vệ được gia đình và có khả năng tài chính là một yếu tố hết sức quan trọng cho một người đàn ông hấp dẫn, cho một người chồng hấp dẫn. Vậy còn một người đàn ông lạc quan thì sao ạ?
rất tốt, vì anh sẽ là người đem niềm vui lại cho gia đình. Và Hạ đặc biệt thích là những người đàn ông vui tính. Họ có thể kể bất cứ một câu chuyện nào đó cũng cảm thấy là hấp dẫn, là nhờ cái tính lạc quan, yêu đời, vui vẻ, và nhìn cái chuyện đó theo một cái con mắt tức là không phải là tiêu cực, tích cực hơn. Cho nên là Hạ nghĩ rằng cái yếu tố lạc quan là yếu tố rất quan trọng để giữ một cái gia đình luôn luôn vui vẻ và ấm cúng. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại một lần nữa lắng nghe những ý kiến của các quý vị khán giả nữ ngay sau đây, để xem đối với họ thì tính cách của những người đàn ông như thế nào là thật sự hấp dẫn. Thực sự ra một người đàn ông có ngoại hình lý tưởng thì ai cũng thích hết. Nhưng mà nếu mà để chọn một người đàn ông mà mình thích và mình sẽ yêu thì là một người đàn ông có cái tính tình vui vẻ, hòa đồng, dễ tiếp xúc với mọi người, không quá gia trưởng. Đó là người đàn ông có nhân cách, có tâm hồn và chung thủy. Đàn ông có tính tốt là phải chung thủy với người phụ nữ. Chị Nhật Hà ơi, chị Nhật Hà đã có nhiều năm sống ở nước ngoài rồi. Vậy thì chị thấy rằng quan điểm của người phụ nữ phương Tây đối với người phụ nữ Á Đông mình, cái sự hấp dẫn của người đàn ông nó có khác nhau nhiều lắm không ạ? Có khác nhiều lắm. Hạ thấy rõ ràng rằng cái người đàn ông ở phương Tây, ở ngoại quốc, họ biểu lộ tình cảm của họ. Họ hay biểu lộ tình cảm của họ, và họ biểu lộ tình cảm của họ một cách nồng nhiệt hơn là người đàn ông ở Việt Nam. Về đây Hạ không thấy những người đàn ông nắm tay vợ hay ôm eo vợ đi ngoài đường. Cũng không hay thấy những người đàn ông mà nói những cái lời khen ngợi vợ hay là bày tỏ cái tình yêu với vợ trước mặt đám đông. Khác hẳn với người ngoại quốc. Mà Hạ nghĩ đó cũng là một người yếu tố rất hấp dẫn phụ nữ. Tại vì nếu mình được chồng khen mình hay là bày tỏ tình cảm với mình trước mặt bạn bè thì mình cảm thấy hạnh phúc hơn. Mình cảm thấy hãnh diện và mình cảm thấy tin tưởng hơn là chồng mình yêu mình nhiều hơn. Em nghĩ rằng là những người đàn ông Việt Nam của chúng ta rất là hấp dẫn. Họ có rất là nhiều thế mạnh. Nhưng có lẽ là một điều còn hơi thiếu một chút, đó chính là cái sự biểu hiện tình cảm nó ít hơn. Hoặc là nó sẽ ở một cái hình thức khác, không có giống như những người đàn ông ở nước ngoài. Và có lẽ là còn một ý nữa thôi thì chúng ta sẽ khép lại cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Đó chính là đối với chị Nhật Hạ, một người đàn ông hấp dẫn đã có rất là nhiều những tiêu chuẩn mà chị đã đưa ra như thế rồi. Nhưng nếu chị sống chung và chị thấy rằng có những điều nó đã thuộc về cái tiêu chuẩn trước đó mà bây giờ họ lại không được. Họ đã từng được, nhưng bây giờ họ lại không được. Hoặc ví dụ như chị đã từng quen một người khác, người đó có những điểm mạnh rất là tốt, nhưng mà đến cái người sau này thì lại không được như thế. Vậy thì chị có một sự lựa chọn khác không? Hay là sẽ chấp nhận điều đó? Theo thời gian thì mọi thứ nó cũng sẽ bị hư hao đi. Nhưng nó lại dày thêm về những cái tình cảm với nhau, vì mình có kỷ niệm chung với nhau. Mình vượt qua rất nhiều cái giai đoạn của cuộc đời với nhau. Vượt qua những cái thăng trầm, những cái nghịch cảnh. Và từ đó thì lại bồi đắp thêm cái lòng tin ở nhau, cái lòng cậy ở nhau và cái sự nương dựa vào nhau. Vì vậy cho nên là nghĩ rằng luôn luôn một cái người đàn bà nào đó, mà nhất là phụ nữ Việt Nam mình, không bao giờ muốn thay đổi cả. Khi đã lấy chồng thì luôn luôn là muốn sống với người đó cho tới trọn đời. Nếu người chồng của mình có những khuyết điểm hay là có bớt hấp dẫn đi thì người đàn bà vẫn chấp nhận, chỉ mong rằng người chồng của mình quan tâm tới mình hơn một chút, và nghĩa là cái gia đình thêm tiếng cười, thêm sự lãng mạn. Nhưng không vì thế mà mình có thể đi kiếm một người đàn ông khác. Vì qua bao nhiêu cái thời gian, bao nhiêu cái kỷ niệm, bao nhiêu cái buồn vui, bao nhiêu cái biến cố đã xảy ra trong gia đình mà họ còn được ở được với nhau, thì càng ngày họ chỉ càng làm dày thêm cái tình yêu mà thôi, chứ khó mà có thể buông cái người đó ra lắm. Vâng ạ, em cảm ơn rất nhiều vì ngày hôm nay chị Nhật Hà đã chia sẻ hết những gì trong lòng của chị về một người đàn ông hấp dẫn. Cảm ơn Vân rất nhiều. Quý vị và các bạn, như vậy là dù thời gian có qua đi và quan niệm của người phụ nữ ở mỗi một thời kỳ có thể là có sự thay đổi, nhưng một người đàn ông cầu toàn, vị tha
biết sống, biết quan tâm đến người khác và không thể thiếu một chút gì đó hài hước, lãng mạn thì luôn luôn là những tiêu chuẩn vàng để họ trở thành những người đàn ông hấp dẫn nhất trong mắt phụ nữ. Mong rằng là các cánh đàn ông, nếu như ngày hôm nay quý vị có xem chương trình thì hãy chú ý hơn đến điều đó để có thể luôn luôn là một người đàn ông trong mộng của những người phụ nữ của mình. Và một lời nhắn nhủ nữa Vân xin được gửi cho những khán giả nữ của chương trình, đó chính là chúng ta cũng bớt đi những sự khắt khe của mình trong cuộc sống để thấy rằng con người ta không ai hoàn hảo cả, và hãy hạnh phúc, hãy vun đắp cho tình yêu của mình ngày một lớn dần hơn. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chuyên mục Trò chuyện cuộc sống.